Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc phát cuồng lệnh trừng phạt Hoa Kỳ. Vào hôm 10 tháng 8 năm 2020, Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 11 công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả các quan chức, để đáp trả việc Washington trừng phạt 11 quan chức ở Hồng Kông và Trung Quốc vào hôm 7 tháng 8 với cáo buộc hạn chế quyền tự do chính trị tại Hồng Kông, theo hãng tin Reuters chia sẻ. Trong số những người bị Bắc Kinh trừng phạt từ hôm 10 tháng 8, có Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, John Hallett, Pat Thome và dân biểu Chris Mitz, cũng như các cá nhân thuộc các tổ chức phi lợi nhuận và nhân quyền. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio và Ted Cruz là các gương mặt nổi bật của Đảng Cộng Hòa cũng nằm trong danh sách bị Trung Quốc trừng phạt. Và để đối phó với những hành vi sai trái đó của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và có hành vi thiếu nghiêm túc trong các vấn đề liên quan đến Hồng Kông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nói tại một cuộc họp báo thường kỳ vào hôm 10 tháng 8. Vào hôm 7 tháng 8, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam cũng như các cảnh sát trưởng hiện tại và trước đây của thành phố, theo một lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký. Các biện pháp trừng phạt này bao gồm đóng băng mọi tài sản ở Hoa Kỳ thuộc sở hữu của các quan chức và thường cấm người Mỹ làm ăn với họ. Các nhà lập pháp của Hoa Kỳ bị Bắc Kinh trừng phạt vào hôm 10 tháng 8 từng lên tiếng chỉ trích đạo luật an ninh quốc gia mới nhằm mở rộng thẩm quyền của Bắc Kinh ở Hồng Kông. Biện pháp mới nhất của Bắc Kinh cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt mới đối với những người đứng đầu nhóm vận động nhân quyền như Freedom House và Human Rights Watch có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người đứng đầu Viện Dân Chủ Quốc gia về các vấn đề quốc tế và Viện Cộng Hòa Quốc tế. Vào hôm 13 tháng 7, Trung Quốc cũng tuyên bố trừng phạt 3 nghị sĩ cấp cao và 1 đại sứ Mỹ nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của Washington với bí thư đảng ủy Tân Cương. Đây là hình ảnh bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố Bắc Kinh đã trả đũa Washington bằng việc áp lệnh trừng phạt đối với 3 nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng Hòa, gồm Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio, Ted Cruz, Hạ nghị sĩ Chris Smith cùng Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Mỹ Sam Brokback. Bà Hoa Xuân Oánh cũng cho biết thêm lệnh trừng phạt cũng được áp dụng với Ủy ban Trung Quốc của Quốc hội Mỹ, song không nói rõ về các biện pháp Trung Quốc sẽ áp dụng đối với các cá nhân và thực thể Mỹ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố động thái trên là để đáp trả hành động sai trái của Mỹ. Và chúng tôi kêu gọi Mỹ rút lại quyết định sai lầm của mình và dừng ngay những lời nói, hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh cũng nói thêm rằng Trung Quốc sẽ có phản ứng tiếp theo tùy vào diễn biến của tình hình. Mỹ vài ngày trước đó đã cấm visa và đóng băng tài sản đối với một số quan chức Trung Quốc, trong đó có bí thư đảng ủy Tân Cương Trần Toàn Quốc, bị Washington gọi là vi phạm nhân quyền với dân tộc thiểu số ở Tân Cương. Từ đầu năm 2017, chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc đưa khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số Hồi giáo vào trại tập trung. Bắc Kinh khẳng định đây là các trung tâm đào tạo nghề và họ đang phản ứng hợp pháp với mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Tuy nhiên, cách giải thích này không thuyết phục được các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hồi tháng 6 đã ký ban hành đạo luật chính sách nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ, trong đó kêu gọi trừng phạt những người chịu trách nhiệm giam hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ và nhóm Hồi giáo khác ở Tân Cương, gồm ông Trần. Và Quốc hội Mỹ hồi tháng trước đã thông qua dự luật này chỉ với một phiếu chống, dọn đường cho các biện pháp trừng phạt quan chức Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng nhiều lần cảnh báo sẽ có hành động trả đũa nếu ông Trần bị nhắm mục tiêu trừng phạt và gọi các động thái của Mỹ về Tân Cương là can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ của nước này. Đây là hình ảnh Trung Quốc cho xây dựng hàng loạt trại tập trung ở Tân Cương, giam giữ bất hợp pháp hàng trăm ngàn người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Đài Loan ngay lập tức cũng đã xua đuổi chiến đấu cơ của Trung Quốc giữa chuyến thăm của Bộ trưởng Mỹ đến quốc đảo này. Hôm 10 tháng 8, chính phủ Đài Loan cho biết các máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc bay chớp nhoáng qua eo biển Đài Loan đã bị tên lửa Đài Loan theo dõi ngay khi Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ Alex Asa đến thăm hòn đảo này và tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump theo hãng truyền thông Reuters. Ông Asa đã đến Đài Loan vào hôm 9 tháng 8, trở thành quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm hòn đảo này trong 4 thập kỷ qua
và chuyến đi của ông Asa đã bị Trung Quốc lên án, gây thêm khó chịu cho quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc đã cử máy bay chiến đấu Jet 11 và Jet 10 nhanh chóng đến eo biển Đài Loan, nơi ngăn cách giữa Đài Loan với Trung Quốc vào khoảng 9 giờ sáng, ngay trước khi ông Sa gặp Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn. Và lực lượng không quân Đài Loan đã cho biết như vậy. Lực lượng không quân cũng cho biết trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng rằng các máy bay của Trung Quốc đã bị các tên lửa phòng không đặt trên mặt đất của Đài Loan theo dõi và bị máy bay tuần tra của Đài Loan xua đuổi. Ông Asa đã nói với bà Thái Anh Văn tại Tổng thống như sau: đây là một vinh dự thực sự khi có mặt tại đây để truyền tải thông điệp về sự ủng hộ và tình hữu nghị mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump tới Đài Loan. Đây là hình ảnh Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ Alex Asa vào ngày 10 tháng 8 tại Đài Bắc, Đài Loan. Ông Asa đến thăm Đài Loan để tăng cường hợp tác kinh tế và sức khỏe cộng đồng với Đài Loan và ủng hộ vai trò quốc tế của Đài Loan trong việc phòng chống đại dịch. Bà Thái nói với ông Asa rằng chuyến thăm của ông đại diện cho một bước tiến lớn trong hợp tác chống đại dịch giữa các quốc gia của chúng ta và đề cập đến lĩnh vực hợp tác bao gồm nghiên cứu, sản xuất vaccine và thuốc. Và bên cạnh đó, Annette Chow, tức Chu Đình, nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Hồng Kông đã trở thành gương mặt mới nhất đã bị bắt giữ theo luật an ninh quốc gia. Vụ bắt giữ cô Chu diễn ra sau khi giới chức đã bắt tỷ phú Jamie Lai do bị nghi ngờ là có thông đồng với các thế lực ngoại bang. Hai con trai của ông Jimmy Lai cùng các nhà lãnh đạo cao cấp của tờ báo F-Daily Thiên Dân Chủ thuộc sở hữu của ông cũng bị bắt. Các tường thuật nói cảnh sát đã có mặt rất đông tại nhà cô Chu trong nhiều giờ đồng hồ vào thứ hai. Còn La Quan Thông, nhà hoạt động sát cánh bên cô Chu, viết trên trang tweet rằng cô Chu đã bị bắt. Nội dung như sau: Chu Đình đã bị bắt theo luật an ninh quốc gia và chúng tôi vẫn đang đi thu thập thông tin về vụ bắt giữ. Một ngày khủng khiếp. Kênh truyền hình Anh ITV tường thuật rằng Winston Lee, một phóng viên tự do làm việc cho kênh này, đã bị bắt với lý do nghi là thông đồng với thế lực nước ngoài. Một nhà hoạt động khác là Annie Lee cũng bị bắt, ITV nói trong một tuyên bố. Đây là hình ảnh Chu Đình, nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Hồng Kông, đã trở thành gương mặt mới nhất bị bắt giữ theo luật an ninh quốc gia. Trong một tuyên bố, Văn phòng Liên lạc Trung Quốc đặt tại Hồng Kông nói rằng ông Lai và những người bị bắt giữ là những kẻ chống phá Trung Quốc và làm tay sai cho các thế lực nước ngoài nhằm làm suy yếu Hồng Kông. Giới quan sát nhận định việc chính quyền Hồng Kông bắt giữ tỷ phú truyền thông Jimmy Lai theo luật an ninh quốc gia là đòn nặng nề giáng vào tự do báo chí. Một nguồn tin từ tờ báo Epic Daily do tỷ phú Lai sở hữu nói rằng các lãnh đạo khác của tờ báo này cũng đang trở thành đích ngắm của cảnh sát và đã lục soát nhà của họ. Chúng tôi đang làm việc với luật sư để bảo vệ quyền lợi. Chúng tôi coi đây là sự quấy nhiễu trắng trợn, hãng truyền thông Reuters dẫn nguồn tin này cho hay. Ông Mark Simon, giám đốc điều hành công ty truyền thông Next Digital của ông Lai cũng cho biết doanh nhân này bị bắt giữ theo luật an ninh quốc gia vốn gây tranh cãi khi Trung Quốc áp dụng luật đối với Hồng Kông vào tháng 6. Và ông Lai là gương mặt tiêu biểu ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ nổ ra Hồng Kông vào năm ngoái. Vào hồi tháng 2, doanh nhân 71 tuổi này đã bị cáo buộc tụ tập bất hợp pháp, sau đó ông được cảnh sát cho tại ngoại. Lúc bấy giờ, báo chí quốc danh tại Trung Quốc đã gọi ông là trùm báo động và kẻ không ngừng lan truyền thông tin thù hận và tiêu cực về đại lục. Ông Simon cũng nói rằng ông Jimmy Lai đang bị bắt vì thông đồng với các thế lực nước ngoài. Đây là hình ảnh ông trùm truyền thông Jimmy Lai từng bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ khi ông tham gia vào cuộc biểu tình tọa kháng ở quận Admiralty vào ngày 11 tháng 12 năm 2014. Cảnh sát Hồng Kông thông báo có 7 người đã bị bắt vào hôm thứ Hai vì tình nghi vi phạm luật an ninh quốc gia, nhưng chưa xác nhận rằng ông Lai có nằm trong số đó hay không. Sau khi luật an ninh quốc gia được áp đặt tại Hồng Kông, trước câu hỏi liệu ông có rời Hồng Kông đi định cư ở nước ngoài hay không, Jimmy Lai nói nhất định sẽ ở lại và tiếp tục đấu tranh dù ông biết mình là một trong những mục tiêu của luật an ninh quốc gia mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Ba ngày 11 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc phát cuồng lệnh trừng phạt Hoa Kỳ. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.